mày hỏi như chó vậy. Ôi, tao làm được hết, mà không biết đúng hay không thôi. Có gì đi, đi ăn sáng luôn mày. Đi. Ê, gì? Mày nhắm mày ra được không? Mày đông tụi mày ơi. Nhìn đi, lười quá. Mày ra cho tụi nó ăn thính đi kìa. Một vịt đủ không? Không. Kiểu này hai mình mới đủ. Ta hãy nhắm mắt lại để có thể cảm nhận từng giây phút ta đã có nhau như lần đầu tiên. Ê tụi mày, cho mới đi ngang qua. Thì sao? Làm hơi men. Cái này là cái gì mày? Lá đu đủ. Mày bị điên hả? Không hút ho thôi chứ xin tao hút mình. Ông An. Má thì ghê kìa. Lạy Chúa. Sẽ đi tới những cuối chân trời, sẽ đi tới những nơi xa vời để thấy em. Tình yêu đó cứ cất thành lời, rằng người con gái tôi yêu tuyệt vời là chính em. Hey yeah. Sao đôi tay em khẽ em vào lòng, âu lo tan biến anh chờ mong. Yêu thương nơi ấy ngập tràn hạnh phúc sẽ mãi bên nhau mà không rời. Con tim chung lối nơi phương trời xa, trong gang nguy khó cùng nhau vượt qua. Bên em đã có anh luôn che chở chỉ muốn đôi với em là I love. Alo. Trường cúp nước rồi, mày bước cho tao hai ba tờ giấy đâu, trường thích coi. Rồi rồi rồi, tao vô liền, tao vô liền. Ừ, lẹ nha. Của ai vậy? Tụi mẹ đi. À, mày sao vậy Nghi? Cause you are the only one I. Đã từ lâu con tim anh luôn mong nhớ, luôn ngủ mơ trong mong đợi chờ. Một nàng tiên xinh xinh dịu hiền sẽ đến, cùng sẽ chia vui buồn cạnh bên. Nhưng từ khi anh gặp được em, gặp ánh mắt mái tóc bờm môi mềm, làm tim anh rung rinh âu lo ngại ngùng. Mỗi khi nhìn em nghe thấy thẹn thùng, dường như tim anh đã tìm ra. Anh ngắn xa sáng con thêm khi chiếu là em. Tình yêu giữa lối ta gặp nhau, không ai chỉ cần ta được đâu. Hãy nặng nghe gạt lời muốn nói trao cho xin mình em thôi. Anh yêu em trọn con tim, thời gian có trôi dù ngăn cách đôi lẻ hoen mắt môi. Thì anh vẫn phải nguyên trái tim này yêu em, phải không cách xa và anh hứa sẽ che chở em vì anh trọn yêu em rồi. Alo. Trời má lẹ đi ba, má khô rồi nè. Rồi tao mang vô liền nè, vô liền. Ừ lẹ đi mệt quá.
Ê, mày kể luôn đi. Vũ mày nhỏ kia. Ban tổ chức thông báo Prom chỉ còn có 2 vé. Ai muốn mua á, liên hệ ban tổ chức. Ai muốn mua á, thôi. Tôi thì sao? Giá như mà tôi can đảm hơn thì bây giờ khi bên em chẳng lời nên câu, chỉ biết ngắm nhìn nụ cười ấy đến say mềm, ngại ngùng che giấu yêu thương, để rồi khi đêm về lòng chợt nhớ nhưng không thể. Hey, người ơi chần chờ điều chi, mùa yêu sắp tan hết sau mùa đông, thì ta hãy nhắm mắt lại và nghĩ về nhau thật lâu. Ta hãy nhắm mắt lại để có thể cảm nhận từng giây phút ta đã có nhau như lần đầu tiên.
Alo. Tụi mày mới làm kiểm tra xong hả? Chừng nào? Ủa chưa làm xong? Vậy chừng nào làm xong rồi mày mang giấy vô đây cũng được nha. Tại vì tao cũng bóc lên gần hết rồi. Vậy nha. Khi bên em chẳng lời nên câu, chỉ biết ngắm nhìn nụ cười ấy đến say mềm, ngại ngùng che giấu yêu thương, để rồi khi đêm về lòng chợt nhớ nhưng không thể. Này người ơi, chần chờ điều chi, mùa yêu sắp tan hết sau mùa đông, thì ta hãy nhắm mắt lại và nghĩ về nhau thật lâu. Ta hãy nhắm mắt lại để có thể cảm nhận từng giây phút ta đã có nhau như lần đầu tiên.